Ngày 21 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội chống người thi hành công vụ, gồm Huỳnh Hoàng Tuấn, sinh năm 1997, Lê Minh Điện, sinh năm 1997, Lê Hoàng Bửu, sinh năm 1997, Nguyễn Thanh Hồng, sinh năm 1992 và Đào Văn Thanh, sinh năm 2000, cùng trú phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, vào tối 31 tháng 1, Điện nhận được điện thoại của một người quen ở Campuchia nhờ cảnh giới và canh đường để hai đối tượng ở Campuchia vận chuyển hàng lậu gồm bếp ga và xe đạp điện từ bên kia biên giới về địa phận phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Quá trình vận chuyển trót lọt, Điện sẽ được trả tiền công 500.000 đồng. Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 2, khi hai đối tượng trên điều khiển vỏ lãi composite chở số hàng hóa nhập lậu trên đến tuyến sông Châu Đốc thuộc địa phận huyện An Phú thì bị lực lượng chống buôn lậu công an tỉnh An Giang ra hiệu lệnh kiểm tra. Các đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện cùng hàng hóa. Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt thì Điện liên hệ với Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn nhờ giúp đỡ để giật lại số hàng hóa trên. Lúc này, năm đối tượng lên vỏ lãi đuổi theo đâm vào phương tiện chở hàng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ rồi chống trả lại lực lượng và giật lấy hàng hóa. Đồng thời khống chế xô đẩy thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông. Lúc này, đại úy Lê Vũ Trường điều khiển cano lao vào khu vực các đối tượng đang chống trả thì các đối tượng lên vỏ lãi tẩu thoát. Sau thời gian lẫn trốn, đến ngày 16 tháng 2, Điện, Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn đã đến công an huyện An Phú đầu thú. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được công an huyện An Phú tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm minh các đối tượng chống người thi hành công vụ kể trên.